Xin chào, trong clip này, mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Wincom E4 để thiết kế mẫu thêu vi tính. Đây là giao diện làm việc của Wincom E4, bên trái là tất cả công cụ dùng để vẽ mẫu, còn trên đây là các loại mũi thêu. Khi mới bắt đầu, thì các bạn chỉ nên tập trung vào một công cụ, Column A này thôi. Công cụ này được sử dụng rất nhiều trong suốt quá trình vẽ mẫu của các bạn. Nên tập sử dụng, tương đối dành một công cụ. Rồi mới tập tiếp một công cụ khác, như vậy các bạn sẽ khó quên hơn. Bây giờ các bạn xem kỹ cách mình sử dụng công cụ Column A nhé. Các bạn hãy hình dung đến cây thang tre, cách sử dụng Column A giống như cấu tạo của một cây thang tre. Tiếp theo, các bạn nhớ thêm cho mình một nguyên lý chung của phần mềm Wincom, đó là nút chuột bên trái dùng để vẽ các điểm đi đường thẳng, nút chuột bên phải dùng để vẽ các điểm đi đường cong. Các bạn tập theo nhé, vẽ tới vẽ lui nhiều lần cho rành, cách sử dụng chuột trái và chuột phải, chỗ nào bí thì tua lại clip xem nhé. Rồi bây giờ, mình sẽ vẽ thực hành trên một logo cụ thể, trước tiên là thao tác đưa hình hoặc ảnh mẫu vào Wincom để tiến hành vẽ theo. Các bạn xem thật kỹ cách mình dùng công cụ Column A để vẽ nhé. We'll be right back.
Khi vẽ xong một nét hoặc một khối nào đó, để kết thúc nét hoặc khối đó, các bạn bấm Enter. Chỗ nào hoặc nét nào chưa đẹp để chỉnh sửa, các bạn chọn chữ hoặc khối muốn sửa rồi bấm vào công cụ Reset.
Hai là dùng công cụ Column A để vẽ theo logo đó giống như mình đã vẽ mẫu cho các bạn xem. Các bạn làm bài tập, nếu có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé, mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi có clip mới.